Mỹ nhân Việt mê đồ trẻ bèo, Thiều Bảo Trâm bị mỉa mai vẫn lăn xề váy Shopee, 20G chuẩn mẹ bỉm tiết kiệm. Thiều Bảo Trâm. Thiều Bảo Trâm là một trong những mỹ nhân tích cực lăn xề các món hàng thời trang giá rẻ. Nhờ trình phối đồ đẳng cấp, nữ ca sĩ dễ dàng biến hóa set đồ bình dân trở nên lộng lẫy và nổi bật hơn. Từng bị mỉa mai dùng hàng Shopee, song giọng ca Love Lucy phải khiến công chúng công nhận bởi diện mạo ấn tượng khi diện những thiết kế này. Không chỉ trong đời thường, Thiều Bảo Trâm còn không ngại diện những món hàng giá rẻ này lên sân khấu. Dù không dùng hàng đắt tiền, song mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân 9X luôn khiến công chúng suýt xoa. Các thiết kế thời trang cô sử dụng cũng trở thành mặt hàng hot, được hội chị em thi nhau tìm mua. Hoa Minzy cũng là người đẹp mê mẩn những món hàng giá rẻ dễ mua trên các sàn thương mại điện tử. Đặc biệt trong mùa dịch, cô từng gây chú ý khi săn hàng giảm giá để mặc thử và đánh giá chất lượng sản phẩm giúp cộng đồng mạng. Theo đó, bà mẹ một con yêu thích các mẫu thời trang trẻ trung, điệu đà, phù hợp với nhiều chị em phái đẹp. Những bộ cánh Hoa Minzy tậu về tủ đồ thời trang của mình đều có mức giá phải chăng, dao động từ vài trăm nghìn đồng. Trên trang cá nhân, chủ nhân bản hit không thể cùng nhau xuất kiếp còn lập hẳn một thư mục để cộng đồng mạng có thể tìm được nơi bán những món hàng bình dân này. Chia sẻ về lý do dùng hàng bình dân, nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn các chị em mặc đẹp mỗi ngày mà không cần phải chi số tiền lớn. Hồ Ngọc Hà nổi tiếng là nữ hoàng giải trí của showbiz Việt, vậy nên nhiều người nghĩ rằng cô chỉ mặc toàn đồ hiệu đắt đỏ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Hồ Ngọc Hà cũng có sở thích mua sắm như bao chị em phụ nữ khác, với phương châm trẻ mà vẫn đẹp. Trên trang cá nhân của bà xã Kim Lý, từng chia sẻ về bí quyết mua sắm để trở nên sành điệu hơn. Người đẹp thẳng thắn mật mí, một tip nhỏ dành cho những kẻ chống chán quần áo như Hà là đừng mua đồ mắc tiền, vì mặc xong chụp xong là dọn tủ, nên cứ mua đồ vừa vừa thôi, chủ yếu màu sắc, chất liệu hợp biển cả và nơi mình đến nhé. Dẫu vậy, phong cách của Hồ Ngọc Hà vẫn cực kỳ bắt mắt. Nữ hoàng giải trí còn chia sẻ thêm loạt ảnh trưng diện trang phục đi biển, được cho là có giá cả cực kỳ phải chăng để chứng minh quan điểm mua sắm thông minh của mình. Xoài Non. Kết hôn với streamer giàu nhất Việt Nam, Xoài Non vẫn giữ cho mình thói quen chi tiêu tiết kiệm, đặc biệt về khoản trang phục. Cô cũng yêu thích việc mua sắm đồ trên các trang thương mại điện tử. Cũng vì vậy, hot girl từng nhận ý kiến trái chiều về việc làm ảnh hưởng đến hình ảnh của chồng khi dùng hàng giá rẻ. Dù có kinh tế vững vàng, mỹ nhân sinh năm 2002 nhiệt tình lăn xê những món hàng rẻ bèo. Theo đó, cô cho biết bản thân chỉ chi tiền cho hàng hiệu đối với những mẫu cô thực sự yêu thích như túi sách. Thậm chí người đẹp còn từng hỏi xin ý kiến từ Simisys khi muốn mua đồ đắt tiền. Joyce Phạm. Bên cạnh thiên đường thời trang toàn đồ hiệu, Joyce Phạm cũng có niềm đam mê với những mặt hàng giá rẻ bèo. Trong đó, cô nàng Rich Kid thường xuyên kết hợp váy áo bình dân cùng với những mẫu túi có giá trị khủng. Sự kết hợp hài hòa sành điệu của mỹ nhân 9X giúp cô luôn xinh đẹp trạng trở khi thả dáng trong những set đồ này. Trong làng giải trí, khán giả đã quá quen thuộc với những màn chặt chém váy áo lộng lẫy của người nổi tiếng. Để nâng tầm giá trị bản thân, nhiều nghệ sĩ nữ không ngại chi tiền khủng để tậu những món hàng đến từ các thương hiệu xa xỉ trên thế giới. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp ngoại lệ. Thiều Bảo Trâm, Hoa Minzy là những nghệ sĩ nữ V-biz mê mẩn các thiết kế trẻ bèo. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện Ảnh.net là nơi dành cho bạn.